Hiểu thấu bốn câu nói này, đời người càng sống càng sướng. Thứ nhất, tin vào bản thân quan trọng hơn việc dựa dẫm vào người khác. Làm người nhất định phải có tư tưởng, có trách nhiệm với xã hội. Việc mỗi cá nhân tin vào chính bản thân mình quan trọng hơn rất nhiều so với việc ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Những người khác nhau khi hành sự chắc chắn không thể giống nhau. Năng lực mạnh yếu của từng cá nhân, thông thường người quản lý đều có thể thấy rõ. Chỉ cần tận tâm tận lực làm việc, bạn sẽ không bị vùi dập, trừ khi bạn vẫn còn nghi ngờ vào năng lực của bản thân. Điều quan trọng là mỗi người cần chuẩn bị một tâm thái sẵn sàng, khi cơ hội đến là có thể nắm bắt để biến thành việc cụ thể. Khi không có cơ hội, cần nhớ rõ rằng mình đang làm thuê cho chính mình. Bất luận thực tế cuộc sống của mỗi người ra sao, nỗ lực không bao giờ là thừa. Câu nói thứ hai, không nên tính toán quá nhiều, hãy thuận theo lẽ tự nhiên. Trong nhiều tình huống trong cuộc sống này, những lúc nghĩ càng nhiều, trong lòng càng rối và kết quả là càng không được như mong đợi. Và đến khi bạn không có chủ tâm theo đuổi, thứ mình cần lại bất ngờ xuất hiện. Không nên tính toán quá nhiều, cũng không nên cố gắng tìm mọi cách chạy vậy, mong người khác giúp đỡ. Hãy nhớ rằng, có những thứ không thể nắm chặt trong tay, hãy để nó thuận theo lẽ tự nhiên để bản thân ta được nhẹ nhõm, trong đầu không phải đè nặng những mối suy tư. Mọi sự nên tùy duyên, không nên cưỡng cầu. Thuận theo tự nhiên, thích ứng với mọi hoàn cảnh mới có thể khiến tâm tình tốt đẹp. Mọi việc trong đời cần xét xem, nên làm thì hãy làm, không nên làm sẽ không làm. Những việc bản thân không muốn thì đừng áp đặt lên người khác, cũng đừng áp đặt bản thân, hãy cứ để tự nhiên. Câu nói thứ ba, biết khiêm tốn, biết kìm nén, biết ngẩng cao đầu. Thứ nhất, hãy biết khiêm tốn. Làm người cần khiêm tốn, điều này khác với việc tự hạ thấp phẩm chất, nhân cách cá nhân. Hàn Tín năm xưa nhờ tính khiêm tốn mà có được cơ nghiệp 400 năm của nhà Tây Hán. Tư Mã Thiên chọn cách khom lưng nhẫn nhục mà cho ra được bộ sử ký lưu truyền suốt ngàn năm trong lịch sử Trung Hoa. Hàn Tín là biểu tượng của những người thành công nhờ đức tính khiêm tốn. Có thể thấy, khiêm tốn chính là sự tự tin trong nội tâm. Hãy thật sáng suốt nhận định lúc nào nên khiêm tốn để biến nó thành vũ khí quyết định sự thành bại của bản thân. Thứ hai, hãy biết kìm nén. Trong cuộc sống hiện thực đầy rẫy những cám dỗ, phải biết kìm nén bản thân. Nếu không, bạn có thể sẽ đánh mất lý trí, từ đó hủy hoại chính bản thân mình. Trên hành trình mang tên đường đời, khó có thể tránh được những lúc thất bại. Việc oán hận người khác, than trời bất công, đó đều là những biểu hiện cho thấy chúng ta chưa thể kìm nén bản thân. Kìm nén, kiểm soát được cảm xúc, tình cảm của bản thân là biểu hiện của một cái đầu khôn ngoan, trí tuệ, là sự trầm định của lý trí, là tiêu chí của sự thành thục. Con người sống trên đời giống như một chiếc thuyền lá nhỏ xíu giữa đại dương bao la. Chỉ có bản thân thong dong tự tại, thẳng thắn đối với những phong ba bão táp ở phía trước, vững tâm giữa những biến cố mới có thể đến đích thành công. Cuối cùng, phải ngẩng cao đầu. Bất luận bạn đang ở trong hoàn cảnh nào, thuận lợi hay khó khăn, đều phải nhớ giữ vững tâm thái lạc quan, cầu tiến. Biết ngẩng cao đầu không phải là thái độ ngang tàng, hống hách, cũng không phải là thói cao ngạo, coi thường người khác, mà là cách đối đãi với người, với việc một cách công bằng, từ đó đặt bản thân vào một tâm thái tự tại, không cảm thấy hổ thẹn với bản thân. Câu nói thứ tư, không cần thiết phải tự tạo áp lực hạ thấp mình, càng không cần thiết phải tâng bốc người khác. Cho dù có xuất thân thấp kém hay hoàn cảnh sống khó khăn, chúng ta cũng không nên để bản thân bị thao túng trước ánh mắt của người khác. Chỉ có duy trì vững chắc nhân cách vốn có của bản thân, trực tiếp đối mặt với đời, lúc cần nói nên nói, lúc cần làm nên làm,
bạn sẽ khiến người khác không thể coi thường mình. Đây cũng là cách giúp bạn có thêm ngày càng nhiều những cơ hội bình đẳng và sự tôn trọng. Trong bất cứ một tập thể nào, kết cấu quan hệ giữa người với người đều không tách rời quy tắc tam tam. Cụ thể là, trong đời người sẽ có 1/3 số người đối xử với bạn bình thường, 1/3 số người đối xử với bạn không ra gì, và còn lại là những người đối xử tử tế với bạn. Bởi mỗi người chẳng ai giống ai, người tốt cần nâng niu, người trung lập cần tranh đấu để có được, và người chưa tốt với mình hãy nghiêm khắc và khoan dung. Đừng cao ngạo, cũng không nên tự ti, hãy là chính mình. Bản thân mỗi con người chúng ta đều là cá thể riêng biệt, chẳng ai hoàn toàn giống ai cả. Vì vậy mọi hành vi, thái độ, suy nghĩ cũng khác nhau. Thế nhưng điều kỳ lạ đó là chúng ta lại thường đánh giá người khác theo tiêu chuẩn của mình, để rồi vài năm sau lại sống theo tiêu chuẩn của người khác. Thực tế là nếu có ai làm một việc gì đó chưa đúng hoặc không khớp với cách thức của bản thân, thì chúng ta lại lôi người đó ra phán xét, đánh giá mà chẳng cần biết lý do tại sao họ lại làm như vậy. Cuộc sống là muôn hình vạn trạng, bản thân mỗi cá thể là những gam màu khác nhau. Chính vì thế mà mỗi người trong chúng ta đều có quyền lựa chọn cho riêng mình những điều được bản thân cho rằng đó là giá trị nhất. Có người chọn danh tiếng, có người chọn địa vị, có người thì lại chọn cho mình một cuộc sống an nhàn để hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc, không bon chen với đời. Nếu thật sự cuộc đời tốt đẹp đến nhường ấy, thì những lời soi mói, đánh giá hoặc chỉ trích sẽ chẳng bao giờ xuất hiện cả. Ví như, nếu bạn là một cô gái có gia thế bình thường, sinh ra đã không ở vạch đích như người ta, bỗng một ngày tiếng gọi tình yêu tìm đến, bạn có cơ hội gặp gỡ và yêu một anh chàng có điều kiện hơn bạn rất nhiều. Thay vì được nghe những lời chúc phúc, bạn sẽ nhận được những lời mỉa mai, đại loại như: chắc gì nó đã yêu mày thật lòng, nó chỉ yêu mày vì tiền thôi. Đũa mốc mà tròi mâm son, muốn cố bám lấy trai phố để đổi đời đây mà. Và còn muôn vàn những điều khác nữa mà tôi chẳng thể nào liệt kê hết được. Hay như đi làm trong cùng một tập thể, nếu như phong cách và thói quen sống của bạn bỗng trở nên nổi trội hơn so với mặt bằng chung của công ty, cách nghĩ và quan điểm làm việc của bạn cũng khác hơn so với nhiều người, thì ngay lập tức bạn sẽ nhận được một tràng những lời đánh giá, nhận xét về sự dị biệt đó. Từ bao giờ mà việc đánh giá người khác lại trở thành thú vui đến vậy? Mỗi người đều có cho mình một khuôn thước riêng, vì thế đừng lấy cái thước đo của riêng bản thân mình ra mà để khẳng định nó không hợp với người khác. Cũng đừng quy chụp, đừng lấy cái thước đo của người đi trước mà bắt người khác phải tuân theo ý mình. Điều đó quả thực là quá khập khiễng. Và rồi để vài năm sau, khi ngoảnh đầu nhìn lại, cái người mà bạn đánh giá khi xưa giờ đã trở thành ông nọ bà kia từ rất lâu rồi. Chỉ có bạn là vẫn vậy, vẫn hì hục dậm chân tại chỗ như xưa. Thời gian trôi qua chẳng chờ đợi ai, có bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi khi thời gian của bạn luôn phải dành ra để có chuyện nhằm đánh giá người khác? Công việc đó của bạn liệu có tốt hay không? Có mang lại cho bạn điều giá trị gì không? Hay đó chỉ là những câu nói mang tính tụ tập nhất thời? Trong lúc bạn đang dành thời gian để nói về ai đó, thì cũng là lúc họ dồn toàn lực để thể hiện sự nỗ lực phấn đấu mà vươn lên. Có thể hôm nay họ vẫn sống theo tiêu chuẩn của bạn, vẫn phải chịu sự xét nét từ chính bạn. Nhưng sẽ chẳng có gì bất ngờ khi một thời gian sau bạn sẽ chính là người phải sống theo quy chuẩn của người khác đấy. Trong lòng mỗi người đều có một cái thước, chúng ta dùng nó để đo lường người khác, và hơn hết chúng ta càng cần dùng nó để đo lường bản thân. Thế gian này cần có một cái thước như vậy. Về tình thì đầy nhiệt huyết, về lý thì luôn công bằng, thể hiện sự chính nghĩa của pháp luật và luôn tỏa sáng tính nhân văn. Mỗi người hãy tự bản thân mình, kiên trì làm từng chút một, nghiêm khắc với chính mình, khoan dung độ lượng với người khác.
thế giới này sẽ tràn ngập ánh sáng và tình yêu thương.